Công việc thường bắt đầu sớm tại Sprouting Farms, một nông trang tọa lạc tại khu vực hẻo lánh của West Virginia. Những người nông dân nhặt các sản phẩm hữu cơ bằng tay. Rửa, sơ chế, đóng gói tại chỗ, sẵn sàng để chuyển tới các khách hàng trong vùng. Nông trang này cũng là nơi tổ chức những buổi tập huấn dành cho những ai muốn học cách làm nông nghiệp bền vững. thách thức ở đây là thu được lợi nhuận từ cách làm nông nghiệp bền vững. Để có thể nâng cao thu nhập của những người nông dân, chúng tôi phải giữ cho giá bảo quản, bán hàng, phân phối, tiếp thị ở mức thấp. Để có thể làm được việc này, đòi hỏi phải có kết nối Internet băng thông rộng, một thứ vốn hạn chế, thậm chí là không tồn tại trong những khu vực hẻo lánh như thế này. Thời điểm hiện tại, có thể có tới một nửa số nông dân ở đây không có khả năng truy cập đường truyền Internet đáng tin cậy, hoặc ngay cả sóng điện thoại cũng chập chờn không thể thực hiện được những giao dịch kiểu thế này. Tại thị trấn Hinton, cách nông trại Sprouting Farms 30 phút lái xe, kết nối Internet không phải là vấn đề. Từng là một khu vực ven đường tàu sầm thị trấn dưới đây phụ thuộc vào đường truyền Internet tốc độ cao để kết nối với thế giới. Ken Allman cho biết công việc làm ăn trên mạng của anh vốn cho phép kết nối các bệnh viện và bác sĩ trên toàn thế giới sẽ không thể tồn tại nếu không có Internet tốc độ cao. Thực tế là nhóm của tôi ở Hinton, West Virginia đang làm việc với các đối tác ở Mumbai, Ấn Độ hay Tel Aviv, Israel để giải quyết các vấn đề trên toàn nước Mỹ. Đó là điều kỳ diệu mà đường truyền Internet băng thông rộng và điện thoại di động có thể mang lại cho thị trấn nhỏ này. Joe Browse có cùng chung quan điểm. Với vai trò giám đốc điều hành của New River George Regional Development Authority, công việc của anh là giúp nâng cao, phát triển nền kinh tế khu vực nhưng anh cho biết kết nối kém gây ảnh hưởng đến mục tiêu này. Những người doanh nhân trông chờ điều này, các hộ gia đình trông đợi điều này. Nếu sống ở đây, họ cần phải có kết nối mạng, nó là một phần của thế giới hiện đại. Địa hình của tiểu bang, mật độ dân số thấp, là hai trong nhiều lý do khiến khu vực này khó tiếp cận Internet bằng thông rộng giá phải chăng, theo lời ông. Tuy nhiên, Browse vẫn hy vọng. Cơ quan phát triển kinh tế của chúng tôi đang làm việc với tiểu bang West Virginia để tìm ra những giải pháp đột phá có thể bao gồm các chương trình vay vốn đối với những cơ sở khả năng sở hữu hệ thống cáp quang cũng như hỗ trợ hệ thống phân phối. Ông cho rằng Hinton là một hình mẫu lý tưởng. Dựa trên nhiều tiêu chuẩn, đây là một cơ sở không lớn nhưng lại đang đi đâu trong cuộc chơi này, trong khía cạnh cung cấp bạc tổng rộng. Đó là câu chuyện điển hình mà chúng tôi muốn nhân rộng khắp toàn tiểu bang nằm trong vùng hẻo lánh của dãy Appalachia. Đó là một thông tin đáng khích lệ dành cho Fritz Banner. Nếu nghĩ về tương lai, nếu chúng tôi muốn phát triển những người nông dân này để họ có thể làm việc được nhiều hơn, và nếu chúng tôi muốn kết nạp thêm nhiều hộ nông dân vào mạng lưới này, thì kết nội Internet là một vấn đề cần giải quyết.